bãi sau thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu những ngày này đã không còn cảnh nhộn nhịp như vài hôm trước. Việc xuất hiện những ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng không chỉ gây ra sự hoang mang cho người dân mà còn là một cú sốc nặng với những người làm dịch vụ nơi này. Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực bãi sau đã chật kín phòng đến hết tháng 8 do được khách hàng đặt trước đó. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại ở các địa phương khác khiến khách hàng hủy phòng hàng loạt, có khách sạn đến ngày 1 tháng 8 đã có 80% khách gọi đến hủy phòng, có trường hợp khách sạn bị hủy hoàn toàn trong tháng 8. Hai ngày qua, hàng loạt khách đoàn, khách cá nhân đã gọi điện thoại đến xin hủy phòng nên nhiều khách sạn đứng trước cảnh cả tháng 8 phòng phải bỏ trống. Khách hủy phòng cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt nhà hàng cũng bị hủy tiệc đặt bàn trước. Hiện tại tỉnh Bà Địa Vũng Tàu hay chính quyền thành phố Vũng Tàu chưa có lệnh cấm tắm biển, tụ tập đông người, thế nhưng hai ngày qua, các bãi tắm ở bãi sau Vũng Tàu khách đến cũng giảm rất nhiều các bãi tắm ở khu vực bãi sau chỉ có vài trăm khách xuống tắm biển